Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 và sau đây là bản tin của ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn. Vào tối ngày hôm qua thì có một vụ xả súng tại thành phố Chicago thuộc tiểu bang Illinois, khiến 2 người chết và 14 người bị thương. Vào khoảng 10 giờ 35 phút tối ngày hôm qua thì cảnh sát đã tìm thấy một xác chết của một người đàn ông 27 tuổi ở block 900 của con đường West 61. Anh ta đã bị bắn vào bụng và chân và đã chết tại hiện trường. Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát thì người này có tên là Brian DuPont. Hiện giờ thì cảnh sát chưa có thêm thông tin nào về vụ việc này và họ cũng không tìm thấy được nhân chứng nào. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một người đàn ông khác đã bị bắn chết ở công viên có tên là Humboldt Park về phía tây bắc của công viên. Người đàn ông 36 tuổi này có tên là Dental Manuel. Anh ta đã ngồi trong xe vào lúc 12 giờ 30 phút sáng ở block đường 3900 của con đường West Thomas Street. Sau đó thì đã có một tên cầm súng chạy về phía đơn thề và bắt đầu xả súng, khiến đơn thề bị trúng một viên đạn ngay đầu và nhiều viên khác vào người. Cũng trong khu vực này thì có một người đàn ông 62 tuổi cũng đã bị trúng đạn. Hiện giờ thì ông được đưa đến bệnh viện với những vết thương ở chân. Vào sáng ngày hôm qua thì có một người đàn ông đã bị bắn ở công viên East Garfield. Sau đó thì có một thanh niên 16 tuổi cũng đã bị bắn trúng ở khu vực Little Village. Và lúc 5 giờ 10 phút tối ngày hôm qua, ngày 24 tháng 4 năm 2021, vào thời điểm đó thì đã có hai tên đã chạy xe hơi tới con đường West 28, block đường 3300. Sau đó thì họ đã bước ra khỏi xe của mình, rồi bắt đầu xả súng. Thanh niên 16 tuổi này đã bị bắn trúng vào đôi chân và một cánh tay. Sau đó được đưa đến bệnh viện Mount Sinai. Và có ít nhất là thêm 12 người nữa cũng bị thương vào thời điểm này. Nhưng cảnh sát chưa đưa ra thêm chi tiết. Vào tuần trước thì đã có 27 người bị trúng đạn nhưng đã sống sót và 5 người đã thiệt mạng cũng trong khu vực này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì các chủ doanh nghiệp người da đen tại quảng trường George Floyd đã cầu xin sự giúp đỡ khi tội phạm tăng đột biến và doanh thu giảm mạnh. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen xung quanh khu vực George Floyd bị giết ở Minneapolis năm ngoái nói rằng họ đang rất cần sự giúp đỡ của cảnh sát. Các thương gia da đen hoạt động ở góc đường 38 và đại lộ Chicago được gọi là quảng trường George Floyd đang vật lộn để giữ cửa do tội phạm tràn lan và cho biết cảnh sát đã phong tỏa giao lộ tạo ra một khu tự trị nguy hiểm theo New York Post. Thành phố khiến tôi gặp nguy hiểm, chủ sở hữu của Smoke in the Pit cho biết hôm thứ Năm, hai ngày sau khi Derek Chauvin bị kết tội giết người vì cái chết của Floyd. Họ đã nhốt chúng tôi ở đây và bỏ chúng tôi lại. Một số cửa hàng trong khu nhà đã chật cứng và tờ New York Post đưa tin rằng nhiều chủ sở hữu và công nhân đã ngại bình luận về tình hình thảm khốc do sợ bị trả thù. Nhìn xung quanh thì mọi thứ trống rỗng. Richard Roberts, người làm việc tại một nhà thờ gần đó cho biết những gì chúng tôi có thể làm gì về nó. Các chiến binh cánh tả được cho là đang tuần tra khu tự trị xung quanh đài tưởng niệm Floyd. Và các chủ doanh nghiệp cho biết kết quả là tội phạm đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trang GoFundMe đã được tạo để giúp đỡ chủ sở hữu giảm thiểu việc mất 75% doanh thu kể từ khi đài tưởng niệm được thành lập. Sau khi George Floyd bị giết và sở cảnh sát Minneapolis bị cắt giảm thì đã có những vụ phạm tội không thể kiểm soát được ở thành phố này. Trang này cho biết các vụ cướp xe đã tăng gần gấp 3 lần và xe hơi cũng như bộ chuyển đổi chất xúc tác đang bị đánh cắp với tỷ lệ cao. Báo cáo về những viên đạn xuyên qua các đường phố, các cơ sở kinh doanh, các ngôi nhà cư trú vô tội ngoài ý muốn. Và xe hơi và các bức tường rất phong phú, có tiếng súng liên tục cả ngày lẫn đêm, qua tất cả các mùa, bất chấp niềm tin rằng mùa đông sẽ làm chậm tội phạm và tiếng súng thì không. Trên thực tế thì những doanh nghiệp da đen này đã phải chịu số phận tương tự khi cửa sổ bắn ra từ tiếng súng ngẫu nhiên, xe hơi bị đánh cắp, khách hàng không ủng hộ doanh nghiệp do lo sợ bạo lực trong khu phố và khắp thành phố. Trang này cũng tuyên bố rằng các doanh nghiệp do người da đen làm chủ đã trở thành con chiên hy sinh của phong trào Black Lives Matter và rằng trong cuộc chiến vì công lý, chúng ta không được quên cuộc chiến công bằng kinh tế của một cộng đồng từng thịnh vượng. Cảnh sát cho biết họ đang có kế hoạch gửi thêm hỗ trợ đến khu vực này, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được, theo các chủ doanh nghiệp. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì cả một gia đình đã bị truy tố vì tội bán thuốc tẩy chữa bệnh thần kỳ về COVID-19
HIV và ung thư. Theo Bộ Tư pháp thì một gia đình ở Florida đã bị buộc tội bán thuốc tẩy và quảng cáo nó là thuốc chữa bệnh COVID-19 và các bệnh lý khác bao gồm ung thư, tiểu đường và HIV, bệnh AIDS. Theo thông cáo báo chí của DOJ, Mark Greenan, 62 tuổi và các con trai của ông là Jordan, Jonathan và Joseph bị buộc tội hai tội khinh thường và một tội âm mưu lừa đảo. Họ bị buộc tội bán nước khoáng chất kỳ diệu MMS sẽ ngăn ngừa và chữa khỏi COVID, DOJ cho biết. Thông cáo báo chí cho biết MMS là một dung dịch hóa học có chứa natri chloride và nước. Khi uống vào miệng sẽ trở thành chlordioxide, một chất tẩy trắng mạnh thường được sử dụng để xử lý nước công nghiệp hoặc tẩy trắng. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, viết tắt là FDA, đã không cấp phép MMS như một phương pháp điều trị cho bất kỳ bệnh nào và vào năm 2019 đã buộc phải gia hạn cảnh báo chống lại việc sử dụng chất này sau khi số lượng người được báo cáo là đã sử dụng nó tăng đột biến. FDA cảnh báo rằng MMS gây ra nôn mửa nghiêm trọng, tiêu chảy và huyết áp thấp, đe dọa đến tính mạng và với liều lượng lớn có thể gây ra tử vong. Tom Porter của Insider đã báo cáo trước đây. Greenan bị cáo buộc bán sản phẩm trong khi giả danh trực tuyến là nhà thờ phi lợi nhuận có tên Nhà thờ Sức khỏe và Chữa bệnh Genesis 2 để tránh bị bắt và để hợp pháp hóa việc sử dụng MMS. Theo DOJ, thì DOJ cho biết gia đình đã có thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc và thu được hơn 1 triệu đô la vì đã bán thuốc chữa bệnh gian lận. Thông cáo báo chí nói rằng gia đình này trước đây cũng đã vi phạm lệnh của tòa án yêu cầu họ ngừng bán MMS nhưng họ đã không tuân thủ. Theo các tài liệu buộc tội thì Greenan đã cố tình vi phạm các lệnh của tòa án và tiếp tục phát tán MMS, thông cáo báo chí viết. Greenan cũng bị cáo buộc đe dọa thẩm phán liên bang chủ tọa vụ án dân sự và đe dọa rằng nếu chính phủ cố gắng thực thi lệnh của tòa án ngừng phân phối MMS của họ, Greenan sẽ nổ súng. Theo DOJ, nếu bị kết tội thì cả gia đình có thể phải đối mặt với án tù. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì 82 người đã chết trong một vụ nổ bình dưỡng khí ở một bệnh viện điều trị COVID-19. Bộ Nội vụ thông báo 82 người đã chết và 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở bệnh viện IBN El Khatib, tuyên bố đăng tải trên truyền thông Iraq nêu rõ. Theo AFP, theo Guardian thì vụ hỏa hoạn tại bệnh viện IBN Khatib ở khu vực Diyala Bridge của thủ đô Iraq xảy ra sau một vụ tai nạn khiến bình dưỡng khí phát nổ. Bệnh viện này hiện là nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo các nguồn tin y tế tại ba bệnh viện gần đó. Các bệnh nhân trong bệnh viện đều đã được di tản sau thảm họa. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Iraq vốn đã bị hủy hoại do nước này phải chịu các lệnh trừng phạt trong nhiều thập kỷ đã trở nên tệ hơn do cuộc khủng hoảng COVID-19. Tổng số người mắc và nhiễm COVID-19 ở Iraq là 102.528 người, trong đó có 15.217 trường hợp tử vong. Bộ Y tế nước này cho biết vào ngày 24 tháng 4. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.